biết nhau từ lâu rồi. Ta hiểu từng thói quen của nhau, tuy không phải người yêu với nhau, ta vẫn hơn là bạn. Khi mà Min được nghe bản demo lần đầu tiên á, thì Min và nhạc sĩ Khắc Hưng còn nói với nhau rằng sẽ rất là hay nếu như có thể kể về một câu chuyện từ nhỏ tới lớn của một cặp đôi cứ quanh quẩn lòng vòng ở trong một mối quan hệ mập mờ hơn là bạn một tí, nhưng không thể khẳng định đó là tình yêu. Đây là một câu chuyện kéo dài xuyên suốt qua nhiều năm và mình nghĩ là con tàu sẽ là một biểu tượng phù hợp để mình ẩn dụ câu chuyện đó. Số toa sẽ tương ứng với số tuổi của đôi bạn này và concept cho từng toa được thiết kế phù hợp với từng giai đoạn. Nếu mọi người để ý kỹ thì có thể nhận ra, ngoài việc toa tàu đi qua từng độ tuổi thì nó đang đi từ ngày về đêm, và màu sắc của toa tàu cũng lệnh dần theo tuyến câu chuyện của nhân vật. Team Production Design đã mất 5 ngày để dựng khung cho con tàu và 2 ngày trước ngày quay để hoàn thiện nội thất ở bên trong. Bọn mình đã dựng tổng cộng là 3 toa tàu và có thể tháo lắp theo ý muốn để có thêm những góc quay độc đáo nhất. Bạn dễ của mình lần này là em Gia Huy. Em là một dancer trong vũ đoàn bước nhảy. Đây không phải là lần đầu tiên mình làm việc với Huy đâu, mà trước đó khi mà promote cho video đâm đầu thì mình đã có rất là nhiều thời gian gặp gỡ cũng như là nhảy với Huy rồi. Huy là một người rất là ấm áp và nhiệt tình. Khi mà đóng cùng với Huy á, thì mình thấy em rất là nỗ lực và đã hoàn thành vai diễn của mình một cách xuất sắc. Thì phải nói là siêu siêu vất vả vì bọn mình đã quay trong vòng 68 tiếng không nghỉ, cũng không ngủ luôn. Và Min thì hầu như là đi quay Min sẽ không ăn được gì hết á. Chưa ăn sáng, chưa ăn trưa, chưa ăn tối. Và hôm đó đầu gối của mình cũng có vấn đề nữa. Thế nhưng mà mọi người đã cổ vũ cho Min rất là nhiệt tình, cảm thấy như là anh em trong một nhà vậy. Rồi bây giờ đánh lên. Last shot. Last shot. Yeah, no. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là cú số hạ. Cái quần hả sao? Ôi, sao mình có thể chạy được nhỉ? Chạy được không? Đóng cửa. Mời ra đi, ra đi, ra đi. Ra đi, ra đi. Kiểu cười mà kiểu cười mỉm. Cứ sao toàn những vết cớ. Cứ lần nào đến khi hai ta đã một làn phía đây kêu là yêu đến hết đôi môi, anh yêu em nhiều quá. Thế giới hết mỗi đôi môi còn nhau. Ok, cut, play back, tốt rồi. Và ta từng cảm ơn vì ta từng có trong đời nhớ trên tình bạn ở dưới tình yêu. Đừng biết bao nhiêu khi có người nuông chiều. Trên tình bạn ở dưới
Mình là nhạc sĩ, nhà sản xuất nhạc Khắc Hưng và mình là cha đẻ của ca khúc Trên tình bạn dưới tình yêu. Hôm nay Hưng đang có mặt ở đây ở giữa một cái set rất là lớn, rất là to, rất là hoành tráng. Và mọi người thấy Hưng đang mặc bộ gì không? Đây là bộ học sinh để xuất hiện trong MV của chị Min. Chị Min ơi, lần này em thấy chị rất là mệt, rất là khổ. Thế cho nên là sau khi mà đóng máy thì hãy ngay lập tức về tầm bổ cho bản thân mình ngay nhé. Chính thức xong tôi mong mưa do trời đánh này bao nhiêu lần vậy. Em nhìn nè, nhìn Huy ngay từ đầu nè. Và Huy đi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã hỗ trợ 3 ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn.